đợt 2017 tàu mình tấp vô đây luôn nè. Tấp vô đây là nước nó dâng cao hả? Là cái bữa bẻo á. Đợt bẻo 2017 bẻo vô trong đây luôn. Nó trú hả? Tàu đó nằm ngay Hyundai chứ. Nó bứt dây á. Ghê nhỉ, nó chuột hết đi. Vô trong đây luôn. Má ơi. Vậy mà nó đêm đê hay á chứ. Đêm đê là hay luôn á. Đứt dây kinh. Rồi với lỡ nó hôn con cá là bẻo xong. Xây ra đây chứ. Cái biển luôn nè, mà nó hút đất á, hút cát nó vô trong này.